xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về toán lớp 6 tìm x, được chưa? Cái bài gây 6x trừ 72 tất cả chia 2 trừ 84 nhân 28 bằng 560 5.000 chứ 5.620, được chưa? Thì để giải quyết những cái bài toán liên quan về tìm x thì các bạn phải có những cái kiến thức cơ bản nha. Kiến thức cơ bản nền thứ nhất đó là cộng trừ nhân chia, cộng trừ nhân chia, được chưa? Chia đó, kiến thức này nói gì? Các bạn phải biết cộng, 1 cộng 1 bằng mấy, 2 trừ 1 bằng mấy, phải đúng, phải chuẩn, được chưa? Thứ hai đó là các bạn phải nhớ giúp mình khi những cái bài toán tìm x thì các bạn nhớ chuyển vế thì đổi dấu, chuyển vế thì đổi dấu, đổi dấu nha các bạn. Ví dụ trừ chuyển qua bên phải là cộng, cộng chuyển qua bên phải là trừ, nhân chuyển qua hàng chia, chia chuyển qua hàng nhân, ok chưa? Rồi cái thứ ba đó là những cái kiến thức nền liên quan về chương trình của lớp 6. Thì chương trình của lớp 6 gồm có nè ước nè, bội nè, số nguyên tố nè, hợp số nè, lũy thừa. Đó là những kiến thức nền về lớp 6, được chưa? Và cái kiến thức về giải toán của lớp 6 thì các bạn giải từ ngoài vào trong, từ ngoài vào trong, vào trong, ok chưa? Rồi bắt đầu mình giải quyết bài này. Thì các bạn thấy nè, nguyên cái biểu thức dài hoàn toàn này, các bạn giải quyết từ ngoài nè, từ ngoài nè vào trong. Vậy bạn sẽ giải quyết thằng này trước. Nhân nè, chuyển qua cái hàng gì ạ? Chia, chưa? Rồi ở đây có dấu bằng thì cái dấu ngoài cùng bên trái là dấu tương đương, các bạn viết là y chang cái này giúp mình. Trừ 80 84, có không ạ? Được chưa? Rồi bằng 5.628 nhân nè, chuyển qua hàng chia nè, chia 28. Và các bạn lấy máy tính các bạn bấm giúp mình 5.628 chia cho 28 bằng 201, được chưa? 201. Rồi các bạn viết cái này và bỏ bớt một cái dấu ngoặc đi. 6x trừ 72 chia 2 trừ 84 bằng 201, dấu tương đương, ok chưa? Rồi tiếp tục các bạn làm từ ngoài chuyển cái hàng ngoài, trừ chuyển qua hàng thành cộng. Rồi 6x trừ 72 chia 2 bằng 201 cộng 84. Rồi tương đương, 6x trừ 72 chia 2 bằng, thì đây ra là 285, được chưa? 285. Rồi chia nè, chuyển qua hàng gì ạ? Hàng nhân, được chưa? Rồi 6x trừ 72 đó ngoặc vào bằng 285 nhân cho 2. Rồi 6x trừ 72 bằng, đây nhân ra sẽ ra là 0 nè, 7 nè, 5, ok chưa? Rồi tiếp tục các bạn. Xin lỗi tất cả các bạn nha các bạn, trong quá trình giảng á, mình thấy cái vấn đề ở chỗ là bài toán của mình giải nó bị sai chỗ nào đó nên mình dừng lại và mình cắt bớt đi. Bây giờ mình sẽ khắc phục cái lỗi sai đó nha. Thì các bạn thấy rằng ở đây nè, 570 mà mình xuống đây mình viết là 572 nè, các bạn thấy không ạ? Đó, bị sai nè, nên bây giờ mình sửa lại nha các bạn. Các bạn thông cảm giúp mình. Rồi 570 cộng cho 72 sẽ ra là 640 42, chưa? Đây là 640 42, chia 6 nhân chuyển qua chia 6 vậy nó sẽ bằng là bao nhiêu ạ? Các bạn lấy máy tính 642 chia cho 6 bằng 107 nha các bạn. 107 nó ra kết quả là 107. Rồi vậy x của mình sẽ bằng 107, và kết luận vậy S của mình sẽ bằng là 107, ok chưa? Rồi đó. Bởi trong quá trình giảng nhiều lúc mình bị sai, nhiều lúc mình bị thiếu hoặc là bị gì đó, các bạn cố gắng comment để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi bạn nào có những cái thắc mắc liên quan về toán tìm x lớp 6 thì các bạn có thể comment ở phía dưới, mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn biết nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.